Hello và chào mừng anh em đến với channel của mình. Mình là Tùng Minh. Hôm nay mình sẽ làm một clip về con game Stick Glorious, hay có tên tiếng Việt là Chiến Binh Rồng Thiêng. Thì đây là clip thứ hai mà mình làm về con game này. Thì clip thứ nhất là mình chỉ quay và ghép nhạc. Thì đến clip này mình sẽ bình luận. Ở đây thì mình có cái phiên bản mốt của trò chơi, hầu như là đã mốt hết vàng và đậu. Tôi toàn có thể đủ cho anh em mua tất cả các nhân vật hero trong này. Còn gì nữa để anh em xem được cái sức mạnh gì vậy ạ? Còn thần gì nữa colore. Cũng một trẻ thôi. Mình không nhớ con nhân vật này là gì á. Như là cái con robo bác học gì mà chế tạo ra hai anh em về máy TikTok rồi. Đây là Vegeta.
Ở bên tôi có thứ gì phải